hồi về rồi xe nó mắc quay ngược lại nữa. Còn cái này về chỉ về đây luôn, thả xe đét xong rồi bắt đầu về đây luôn, nó tiện hơn, nó rẻ hơn. Còn chị mướn cái xe đét đưa người ta về đây, nó tính thêm cuốc nữa. Được, cái ăn thì dở cơm nó ra ăn nghe hả? Anh đỡ ra thì sao đi đi tiệm nó ăn nó tăng nó sẵn hả? Khá có đường chăng không? Ở dưới cha Diệp nữa hả? Mẹ Đông Hải có đi rồi đó. Ừ, mẹ Đông Hải đi vô đồng ở trong. Qua không có đi gần rồi Phú Toàn. Đông Hải, Đông Hải cha Diệp. Chuyện ai vô khách ở nhà bà già già hay nữa. Khách thứ mấy à? Khách năm. Hai khách nó đủ rồi. Mình thấy cúng gọn lắm, đang phải dùng gà nữa. Nghĩ là ngày mai mình lo chưa kịp mấy bắt đầu kịp. Nếu bữa nay tôi nhận tiền thì xong rồi là bắt đầu kêu đồ xuống rồi, chắc ngày mai có rồi. Ừ. Mấy ngày trước mình đi có một phương em rồi nữa ha. Phương em giờ đi Sài Gòn là ông nói là chị Thủy nào vậy? Chị Sĩ gì? Ông nói dưới đây nè. Là ai? Ông mới nói chị Thủy gì đó. Chị Hồng. Chị Hồng là ai? Cái chị này cũng có cho nhiều lần rồi. Chị Mây Hồng á, một lần tôi đi cho tôi hay nói Mây Hồng đó. Ừ. Mà bây giờ là chị lấy tên Hồng thôi mà. Chị cho 20 phần quà mì với gạo. Giờ mình thì bây giờ có 35 phần à. Tại vì mấy người kia chết hết mười mấy người rồi, đâu có còn chỗ đâu cho. Rồi thành ra mình đặt có 35 phần à, là cô Hương ở chổng là 15 phần. Rồi bắt đầu cái mì với gạo cô Hương 15 phần. Còn lạp xưởng thì 35 phần là của cô Hương. Bà kèm theo bà cho người bịch lạp xưởng nữa. Thì bắt đầu cái số tiền đó là mình còn dư lại đó là mình cán ra với tiền mướn chiếc xe 1 triệu đó. Đặng đi phát ngày đó đó thì mình chia đều ra cho nó đủ. Người nghèo tết ta cần tiền lắm ông nội ơi, thấy ai cũng vậy. Có không, có bằng hợp không thì đủ hết trơn á. Mấy người tôi quay mà còn sống thì có hết. Rồi mấy người nào mà mình xét vào hoàn cảnh người ta không có ấy thì mình hỏi cho. Nếu mình đi giờ này chắc mình về hết các bạn. Ừ. Bây giờ đi chắc cỡ 11, 12 giờ về tới nhà rồi xong rồi. Tại nhà không có nhà người nào gần nhà người nào hết trơn. Đi từ ở nhà tôi cái đi lỡ mu rồi cái rước ông cái bọc vòng đi lên mu mu xong cái đi vòng xuống số 5 cái vòng vô Phú Vĩnh
nó dẫn nó quầy ra chợ. Những dòng nó chợ rồi đi đâu đó mấy cái cây rồi có xuống chỗ cái bà mà uống rượu uống mặn vườn nữa không? Cái chỗ đó có lại ông mu ha chú còn. Thì ông Mưu có một phần nữa, rồi ông Liếm, Hai Thao, bà Bó Chổi, bà bị HIV, rồi hai chồng ông Mù. Rồi xong xuống dưới kia, hai đứa bẩm sinh. Cái bà say rượu đó cũng giống như ông, như nói không được, kêu đừng uống rượu cũng uống hoài, đã một thang một mình giờ hai ông chết rồi đó mà còn rượu hoài. Bỏ uống rượu hoài chứ không ai chết sớm. Sao ông không tập uống rượu thầy? Không, tôi không biết cái đó mà. Ông thầy này, cái ưu điểm của ông này ha, là không uống rượu nè, không đánh bài, không đánh số, có hiếu. Còn cái khuyết điểm của ông này là đem đồ tang về nè, chân hương 5-6 cái nè, rồi đi tụng quanh bài. Đó là cái khuyết điểm của ông đó, với cái tội nổ nó dốc. Đó là cái khuyết điểm của ổng, hình như nó cũng ngang với cái ưu điểm mà. Ưu điểm là không cờ bạc, không uống rượu, không đánh số. Còn khuyết điểm nhiều hơn ưu điểm. Cơm gì vậy chú ơi, chú Tòn? Thì đem cơm cho ông ăn với cơm gì ông nội luôn. Chờ cái này mà ăn gì chờ? Cái gì? Thịt kho. Thịt kho cũng chê nữa. Ăn nem gồng chả phượng không? Cứ đem xuống cho ăn. Nó lâu có rồi mà. Nên chờ. Bắt gồng với ông Phượng làm thịt thì xong làm nem làm chả cho ông ăn. Chàng, ông phải có tui đốn mới vừa ông, chứ ông cũng dữ dằn lắm. Ông phải cái dạng mà vừa vừa đó. Ông là cái dạng cao thủ đó, mà gặp tui sát thủ nữa mới triệt được ông thôi. Những cái gì mà ông luồn lách tôi hiểu chứ. Đồ tan đem về giấu tôi cũng lôi ra được chơi. Còn tiền bóp hơ tôi biết nó đi đâu luôn. Bởi vì giờ tốt nhất là mua đồ cho ông chứ không có cho tiền. Ông thiếu gì mua ông ở đấy chứ không có cho tiền nữa. Cho tiền xong cũng bóp hơ đi chứ. Bệnh gì ngộ. Làm xong giống như bị nghiệp quật thôi nhá. Tiền xài không ăn chứ học không có được. Đưa lên tới họng là bắt đầu là giống như thành lửa, giống như là cái bà mà cái bà gì Một Kiền Liên vậy đó. Đưa vô tới họng là cơm thành lửa đó, ăn đâu được đâu. Còn ông thì tiện đưa tới họng rồi ăn không có được, về tay người khác.
ông mà nghe lời tôi á là người ta thương ông dữ lắm, mà tại ông không nghe lời tôi. Một là đồ tang đừng đem về nè, hai là bông bông với cái bông của hoàng phật đừng có đem về để có quyền nè, rồi á đừng có nói nổ nè, cái nổ là cái hại nhất của ông. Rồi tụng đám thì tụng cho đầy đủ nè, là người ta thương ông dữ lắm luôn, mà tại ông làm không được, nghiệp quật. Ông là kêu bằng bị bây giờ giống như bị quả báo nghiệp, hoặc người ta theo tôi bẻ mồm bẻ miệng cho ông nói bậy thôi. Ừ thấy không, thì tại ông làm sai người ta mới làm vậy, tại ông làm đúng người ta phò theo, tao phò hộ ông rồi, người ta đi theo thiên được hết thì người ta đâu có theo ông. Còn này ông đưa về Tây Ninh rồi chở ngược về đây. Biết gì mà còn không chịu làm theo người ta nói nữa. Nội trên cái bàn thờ nè, trên cái bàn thờ là thấy nghiệp quật rồi nè. Người ta đã làm cho một cái chân hương đàng hoàng xong mà cũng đem hai ba cái chân hương lên nữa, rồi hình Phật á, thì đem cái tượng về người ta để trên đây, rồi giờ cũng đem hai cái hình về nữa. Còn bông này á, bông đám ma trên bàn Phật của người ta hưởng rồi hết rồi, ông cũng đem về của quyền. Dám đâu đọc của trà mới đó. Ông thề với tôi đi. Ông thề đi. Dám thề đọc với tôi cái bông đó là ông mua đi. Ông không có bỏ tiền ra mua bông. Tôi biết vậy luôn nha. Phải ông mà bỏ tiền ra mua bông với trái cây mà ông cúng của quyền là ông ba ông đâu có tàn sát đâu giống mướt nó. Ông cứ đem đồ của người ta về rồi bắt đầu ông cúng cho ổng không, bây giờ ông không dặn ông sao được. Ta thương cha thương mẹ thì bắt đầu thương ông bà thì người ta mua bông đi, tới ngày rằm người ta mua, đâu phải nhất thiết nhà không có bông đâu. Chứ ông đem về ông để cả đống mà cuối cùng phước mình đâu có. Bông của người ta không, người ta chinh Phật rồi, Phật hưởng rồi, rồi ông đem về rồi ông bà hưởng gì. Ông bà giống như cái thùng rác gì, ông đem về ông để lên đó có hưởng được cái gì đâu. Tham hưởng cái đốt ngang ngoài đó. Thì ông đốt ngang là hưởng cái ngang thôi, còn bông ông đem về đó là chân cho có gì, chứ đâu có hưởng được cái gì bông qua gì đâu. Đưa đó coi. Mà nói hoài ông không hiểu luôn. Tụng như tụng kinh nhưng mà ông không hiểu. Ông làm gì tội lắm đó, cũng quyền tôi quở không. Rồi cái bông bằng Phật của người ta, ta làm gì ta làm, thì mình đem về chi lấy trái cây ăn được rồi. Mình lấy bông trên bằng Phật của người ta, nhiều khi nhà người ta có, người ta dặn mình. Nói ông hết lời luôn mà ông chịu nghe. Ông mà làm theo tôi nói đó, người ta thương ông dữ lắm luôn đó, mà tại ông chịu nghe. Giống như giờ bị nghiệp hoặc quá nặng rồi, bây giờ đâu có chở đầu được. Nghiệp hoặc ngày mai đi phát quà đấy, chiều bù rồi. Trời ơi, ông đi phát 800 thằng quà, bây giờ ông cũng vậy là vậy à. 800 thằng quà mà ông không rửa được thì bắt đầu rồi cũng quyền cũng đâu có chứng cho ông đâu. Rồi cái người chết người ta quất ức, cái ta đi theo người ta phá ông. Ông phải sửa thầy ô, bây giờ là trễ dữ lắm rồi đó. Ông làm mấy chục năm nay rồi, bây giờ là trễ lắm, ông không sửa được. Ông không sửa được mai mốt là kiếp sau ông biết có lên được không. Kiếp sau ông nằm ở dưới hoài luôn. Ta thí dụ bị tội kiếp hai kiếp là ta lên nè. Còn ông chắc 30 kiếp chưa có lên. Ta lên 30 lần ông chưa có lên, ông còn dưới. Thường ông mới nói đó mà không biết sao không nghe, giống như là bị ai điều phụ thêm vô. Cái người nghèo chủ yếu là cần tiền không à, người ta không cần quà đâu. Thì mình cứ đưa 30 phần mì với gạo xong đi, là của cô Hương với chị Diễm đó đó, rồi bắt đầu xong rồi còn tiền của cô Hương đó mình kèm vô bao thơ cho nó đủ luôn. Ông nghe ca ngượng nhiều vậy hả? Mất lòng ngượng nhiều không? Thì để mua mì với lạp xưởng với gạo xong đi rồi bắt đầu mới biết còn dư ra nhiêu. Dư ra nhiêu cái mình cắn. Còn mình đi chuyến này có một phong đồ đi không? Không, phong nó nhà giữ nhà, nó mất coi visa nó đâu đi được. Vậy là đi tôi với ông không à? Tôi với ông như tài xế. Tại gán rồi. Mà mấy giờ cũng còn mấy giờ? Chắc cỡ 7 giờ. Cái người ra cũng muốn tỉnh, mình ra cũng muốn tròn. Dạ.
hồi lúc mà ông mà đương thờ mà tôi đang cắt nhà cho ông đó là cả ngàn người người ta muốn giúp ông lận á. Người ta nói xong ở nhà thầy đi rồi tôi tặng cho cái này tặng cho cái kia, mà cuối cùng rồi ông bùng lên cái vụ mà ông nổ một cái đó, người ta tản cư một dịch cho nên là chạy bỏ dép bỏ dơ bỏ quần bỏ áo luôn. Hồi kỳ đó mà ông yên gu luôn cho tôi cắt là ông đâu có vơ bị khổ như bây giờ. Hồi đó tôi còn sùng nữa không chi người ta. Biết bao nhiêu người ta chửi tôi, người ta nói là tôi không có điều tra cho kỹ rồi làm gì cho ông Sang dặn bỏ tôi luôn á. Mà cuối cùng có đâu, phải không có tiền thì mình cũng không ấy nữa. Còn này không có tiền đâu, tại ông xài. Có khắc bạc nào đâu, dám mới đắt 5 công. Vàng 3 cây, dư tỷ mấy. Trời mất ơi, trời trong khi đó người ta cắt nhà, người ta gầu cũng chết luôn, nghe không nói chứ cũng chết của mình vậy. Cắt nhà tôi đang nằm bệnh viện. Chị nó bị gì nằm bệnh viện? Gãy tay á. Ừ, cắt nhà xong mới gãy tay. Có đâu nhiều. Cắt nhà xong mới gãy tay. Tôi lợp cái máy cho ông, tôi cắt nhà xong tôi giao cho ông xong rồi mới gãy tay. Ông nhớ không? Giao cái nhà xong rồi thỉnh cho ông ba cái tượng Phật nữa ông mới gãy tay. Cái nhà hoàn thành rồi, ba cái tượng Phật có rồi luôn, ông mới gãy tay. Cái clip nó còn quay kìa. Bữa nào tôi sạc lên tôi gỡ cho ông coi. Là lúc ông gãy tay đó là lúc đó là có đủ hết rồi. Ủa, hình như cái lúc gãy tay là bà Tuyết Lương có chưa gỡ tiền. Chưa. Vậy là cái lúc đó là hình như bỏ nửa chừng đó là lúc đó ông gãy tay đó phải không? Ừ. Là cái nhà chưa có lập nắp đó là lúc đó ông gãy tay. Phải là rồi tôi lợi tôi cự ông cái nữa đó tôi nói ông nổ chi cho bây giờ tôi hưởng ảnh hưởng đó. Rồi bắt đầu là mới lợp tiếp đó đúng không? Ừ. Là ông gãy tay nha, lúc mà bỏ nghỉ cắt nhà là lúc đó ông gãy đó. Lúc đó là hai ba còn sống mà. Đúng rồi, vậy là cái nhà còn dang dở là lúc đó mới gãy tay. Vì xong gãy tay rồi mới làm cái nhà xong. Ông là kêu bằng cái miệng thiệt cái thằng. Phải vậy đó, đừng có nói là trong nhà đủ đồ tiện nghi hết trơn à. Biết bao nhiêu người cho không? Chị lên chị khảo sát coi lượng đó thì chị cho thầy 20 triệu là mua sắm đồ trong nhà. Rồi cái bắt đầu tôi mới nói thiệt với bà là tình hình bây giờ là ổng lỡ ổng nổ gì đó, bây giờ người ta giận hờn, bây giờ người ta không cắt nữa, cái nhà gian dở lần chừng gì đó. Thì chị giúp được thì em mang ơn, còn chị không giúp được thì thôi. Chứ bây giờ em không nói cho mai mốt mới công chị đổ thừa, em mà không nói ra những sự thật. Rồi bắt đầu nói với bà, cái bà nói thôi nếu mà ổng vậy em không giúp em đi về. Đó, người ta bao xe nguyên gia đình ta lên luôn đó, người ta đi về. Không ngại gì không? Cừ, gây ra khói lửa đã hơi cừ. Ta chữ tôi chứ ta đâu có chữ ông đâu. Hồi đó ta thương ông dữ lắm luôn mà tại vì ông xà. Ngày mai mình đi bù cái gì anh? Bù gì? Ngày mai mình đi phát quà cũng có phước gì. Lại không? Bây giờ ông làm 800 cái phát quà này ông cũng không có đổi được cái vụ mà củ quyền nè, cái vụ mà đi tụng đám nè, rồi cái vụ mà cái gì chung là ông làm đúng thì ông mới bù được, còn ông làm đúng thì không đâu.
không mà làm đúng không sửa được hết, người ta thương người mới lắm. Biết bao nhiêu người trên mạng người ta khuyên không, nhất là cái đồ tang đem về đó người ta sợ lắm, ai thì cũng khuyên, người ta nói trời ơi những cái đó là những cái xui xẻo của chủ nhà, kêu người ta đốt đi đem về chi. Rồi đèn cày trên đầu hòm đồ đó là mấy cái đó là dứt khoát không có đem gì à, lương hương lương vọng gì mình không xài mình cũng đừng có đem gì à. Rồi á, bàn Phật á, bàn của quyền á, thì bông của người ta, trên bàn Phật của người ta mình đừng có đem gì à. Mình thương của quyền thì mình mua bó 10.000 mình cúng đi, là cái đó là phước vô lượng luôn đó. Ông không có tiền ông mua bó bông 10.000 mà nó bằng bó bông 100.000. Còn dĩa trái cây bây giờ ông không mua nổi thì ông mua 2-3 trái cây ông để lên nó là cũng có phước nữa. Còn cái bàn Phật của người ta mà ông đem về ông cúng là người ta ăn hết rồi, cái đó là của quyền của mình ăn mót rồi thì đâu có tốt đâu, đâu có ai chứng đâu. Còn đốt nhang sạch sẽ nhưng bàn của quyền nó mới chứng. Còn ông đốt mà tự lừ thì lầy nó dĩa trơn nổi không chứng, về gặp cái bàn thấy cái chân hương rồi về ta chạy mất tiêu chứ. Tụng kinh đêm tai cũng ngủ luôn. Vậy là nguyên ngày nay không có tụng luôn hả thầy? Ngủ. Tới mấy giờ mới đi? 5 giờ 6 giờ chiều hả? 5 giờ 6 giờ chiều. Ở đây hoài buồn các bạn. Có mình đáng không quá. Là 5 giờ chiều mới vô phải không? Đi Pháp Hòa sớm đỡ quá em. Vậy sao mình rảnh vậy mình không kêu thầy mướn xuống quay đi chạy. Quay được nhiêu hay nhiêu mà tới 4-5 tiếng nè, quay nhiều lắm, quay đến chừng xong luôn. Gì để đi, tôi chạy về đăng cái tôi điện cho hai mướt coi, nếu ông xuống được thì tôi cho ông hay tính anh lại mướt không?